Xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream ngày hôm nay. Bây giờ là gần 7 giờ rồi và mọi người ơi, chúng ta hãy cập nhật thông tin thời tiết ngày mai nhé. Thực sự là hôm nay thì với miền Bắc thì Tùng cảm thấy là thời tiết khá là oi bức. Nhiệt độ thì cũng không phải là quá quá cao nhưng mà thực sự cảm thấy khá là khó chịu. Bây giờ bản thân như anh cũng đang cảm thấy hơi hơi mệt một chút này. Dạ, ngày hôm nay thì đúng là hơi nắng nóng một chút xíu. Nhưng mà ngày mai thì vẫn nắng nóng hơn đúng không anh Tùng? Không đỡ hơn nữa. Dạ, ngày mai cũng nắng nóng hơn nè. Và đặc biệt là khu vực miền Trung thì nắng nóng sẽ còn có xu hướng gia tăng mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng trao đổi trong buổi ngày hôm nay xem là những nơi nào có nhiệt độ cao nhất vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào bạn Cường Hà đúng không ta? Tại vì bạn viết tên không giấu, nếu như mình gọi sai thì mọi người thông cảm nha. Rồi bạn Văn Minh Chu, xin chào bạn Phan Đình Khải. Xin chào bạn Nguyễn Loan. Xin chào Nguyễn Loan, chào bạn La Triển. Xin chào mọi người, khi mà mọi người xem livestream mọi người cũng đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream này để cho tất cả những bạn bè và người thân của mình cùng với Hồng Giao và anh Thanh Tùng để cập nhật dự báo thời tiết trong ngày mai nhé. Khán giả Kim Thanh Love hỏi là Thanh Tùng ơi, anh Tùng ơi, bao giờ Hà Nội lại mưa oi quá trời? Oi quá. Mưa thì chưa nhỉ. Hiện nay thì mưa thì chủ yếu là diễn ra ở khu vực vùng núi thôi mọi người ạ, ở khu vực Hà Giang, Tuyên Quang cũng như là phía Tây Bắc Bộ thôi. Và nó cũng chỉ diễn ra vào buổi đêm thôi, chứ còn ở khu vực đồng bằng trong đó thủ đô Hà Nội thì trời tạnh ráo và nắng nhiều ạ. Trời tạnh ráo nắng nhiều và thời tiết khá là nóng. Hà Nội ngày mai vẫn nắng nóng mọi người nhé, vẫn 35 độ C cùng với Hòa Bình sẽ là những nơi nóng nhất của miền Bắc vào ngày mai. Rồi có bạn kia nãy hỏi là Thái Bình thì khi bao giờ mai Thái Bình như thế nào? Thái Bình ngày mai thì đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt trong ngày là từ 27 cho đến 34 độ C nha bạn. Rồi có bạn Sơn Phượng hỏi Quảng Ninh. Quảng Ninh ngày mai thì vẫn không mưa, ngày ban ngày thì nắng nhiều nha quý vị khán giả. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Quảng Ninh phổ biến trong khoảng là từ 28 cho đến 32 độ C. Đây Hà Tĩnh thì vẫn nắng nóng đúng không anh? Hà Tĩnh ngày mai nắng nóng mọi người ạ. Hà Tĩnh ngày mai là có thể lên tới 36 độ C mọi người nhé. Hà Tĩnh này, Huế này mà một vài điểm nữa. Ngày mai khá nhiều điểm của khu vực miền Trung là 35 36 độ và ngay cả những cái nơi khác không nắng nóng thì nhiệt độ cũng khá cao là khoảng 33 34 độ thì trời cũng nói chung là cũng hơi nóng á. Rồi các bạn Vĩnh Phúc ngày mai thế nào hai biên tập viên? Vậy thì chúng ta xem Vĩnh Phúc ngày mai nhiệt độ như thế nào nhé. Dạ, ngày mai Vĩnh Phúc. Đây chúng ta có thể thấy là ở gần khu vực đây. Vĩnh Phúc ngày mai thì mức nhiệt cao nhất là 34 độ C. 34 độ C mọi người ơi, thời tiết rất là oi bởi vì độ ẩm trong không khí đều là trên 60%. Thì chúng ta sẽ nói chung là cảm nhận thực tế về nhiệt độ có thể lên tới 37, 38 độ C đấy mọi người ạ. À, bạn Nguyễn Văn Phú Thiện, xin chào anh Tùng, xin chào chị Giao, xin chào bạn. Xin chào. Có bạn Nguyễn Phương hỏi là Tiền Giang thế nào ạ? Tiền Giang dự báo là ngày mai vẫn sẽ có mưa xuất hiện về chiều tối, còn trước đó thì ban ngày trời vẫn nắng ráo. Mức nhiệt phổ biến trong ngày đâu đó là khoảng 32 đến 33 độ C. Như vậy thì em cảm thấy là chỉ có khu vực Nam Bộ thì đang là thời tiết kiểu ổn định so với mọi khi, chẳng hạn như là ban ngày thì trời nắng nóng vừa phải này, ban đêm về chiều tối sẽ xuất hiện mưa dông này. Đấy, còn ở khu vực Trung Bộ thì ngày mai vẫn nắng nóng. Và đặc biệt nhất là vào thời điểm này là mùa hè thì mọi người sẽ thường lựa chọn các bãi biển ở miền Trung để đi du lịch. Đi du lịch, nhưng mà nói thật là ở biển miền Trung thì cũng rất là đẹp. Dạ. Rất nhiều bãi biển đẹp, nhưng có một mối nguy hiểm chúng ta cũng cần phải để ý nếu mà chúng ta đi du lịch biển. Đấy là cái hiện tượng về dòng rip ấy. Thì chúng ta cũng sẽ phải nên có một chút cái kiến thức cũng như là cái cảnh giác nhất định về cái dòng rip này. Đây là một cái dòng mà nó có xu hướng là dịch chuyển ngược từ phía bờ biển ra phía ngoài biển. Dạ. Thế nên nếu mà ai mà bị rơi vào cái vùng của cái dòng rip đó thì tức là nó cứ bị đẩy ra biển. Dạ. Nên là chúng ta cứ cố bơi vào bờ rất là khó. Người ta đã có những nghiên cứu và cho rằng là ngay cả những vận động viên bơi lội cũng rất là khó có thể vượt qua cái dòng đấy. Thế nên một kinh nghiệm nếu như chúng ta gặp những cái dòng rip như vậy thì chúng ta sẽ không cố gắng bơi thẳng vào trong bờ mà chúng ta sẽ bơi ngang song song với bờ biển để thoát ra khỏi cái vùng này. Sau đó thì mới bơi vào bờ. Thì đấy là kinh nghiệm ạ.
Đó là những chia sẻ của anh Tùng dành cho những quý vị khán giả mà đi tranh thủ mùa hè này chúng ta đến địa điểm tham quan đó là du lịch biển, thì mọi người cũng lưu ý với những thông tin chia sẻ của anh Tùng vừa rồi nhé. Rồi cho mình hỏi là thời tiết ngày mai tại Bắc Giang như thế nào? Bắc Giang ngày mai thời tiết sẽ là nắng ráo, oi nóng nhưng mà không tới mức nắng nóng. Bắc Giang thì tôi nghĩ là nhiệt độ cao nhất khoảng 33 34 độ thôi. Khoảng 34 độ mọi người ạ, 34 độ nhá. Buổi tối và đêm ở Bắc Giang thì trời lại khá là dịu, nó chỉ có 28 độ thôi, tương đối là ok. Có bạn hỏi Thanh Hóa ngày mai như thế nào? Thanh Hóa ngày mai thì đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt phổ biến trong ngày là từ 28 cho đến 34 độ C nha quý vị khán giả. Có bạn mất sấy hỏi Phú Thọ ngày mai. Cảm ơn bạn Đạt Trần nhá. Đúng rồi bạn Đạt Trần ơi. Đây vừa mất tiêu Phú Thọ rồi đây. Xin chào cô Vững Ma. Cô Vững Ma hỏi là chào hai cháu, cho cô hỏi Thái Nguyên ngày mai mưa không? Thái Nguyên gần như là không có mưa đâu. Thái Nguyên đêm không có mưa, mưa. Ngày mai trời nắng ạ. Và chúng ta sẽ thấy hơi oi nóng một chút. Ngày mai Thái Nguyên nhiệt độ cao nhất là 33 độ cô nhé. Khi nãy có bạn hỏi em hỏi về Phú Thọ, em chưa có trả lời nữa. Phú Thọ đêm không mưa ngày nắng, mức nhiệt trong ngày nói chung là xu hướng thời tiết của miền Bắc ngày mai là như thế mọi người ạ. Xu thế ngày mai thì đều là tạnh giáo, nắng xuất hiện nhiều. Mưa ở miền Bắc thì nó chỉ xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ cũng như là vùng núi đối với Hà Giang và Tuyên Quang thôi. Chứ còn ở đa phần các cái tỉnh thành, đặc biệt là khu vực đồng bằng trong đó thủ đô Hà Nội thì trời hầu như là không có mưa. Nắng xuất hiện nhiều hơn và thời tiết oi nóng, độ ẩm cao. Thì đêm không mưa cũng ngày nắng ạ. Mức nhiệt trong ngày phổ biến. Bạn đợi mình một chút. Trong mức tiêu rồi. Nguyễn Nhung ơi, bạn là đang ở khu vực nào? Nguyễn Nhung ơi, bạn có thể comment rõ hơn cho chúng tôi được không? Wow, thời tiết như thế này thực sự là cũng khá là khó chịu đây. Như đã chia sẻ là ngày hôm nay bản thân Tùng cũng cảm thấy là hơi mệt. Nên là lên livestream có thể là một phần nào đó nhưng mặt mũi không được tươi tỉnh như mọi khi thì rất là mong mọi người thông cảm nhé. Rồi, có bạn chia sẻ hỏi Phú Thọ thì Hồng Gia xin được cập nhật với bạn khán giả, đó là Phú Thọ ngày mai thì ngày nắng đêm không mưa, mức nhiệt trong ngày là 34 độ C nha. Thành phố Hồ Chí Minh 7 ngày tới thời tiết như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh 7 ngày tới thì sẽ có mưa về buổi chiều mọi người nhé. Mưa về buổi chiều, còn ban ngày thì vẫn có nắng bình thường và nhiệt độ thì không quá cao. 33 độ C. 33 độ C, vâng, khoảng 33 độ C. Các điểm nắng nóng thu hẹp lại rồi. Và ban ngày thì nắng vừa phải 33-34 độ C. Còn ban đêm thì sẽ xuất hiện mưa. Mưa về chiều tối, cho nên là có thể mưa sẽ xuất hiện vào giờ tan tầm. Thế nên là mọi người khi mà di chuyển, sau khi mình đi làm về, mình di chuyển trên đường ấy, thì mọi người cũng cẩn thận hơn một chút này, chuẩn bị cho mình những áo mưa này, hoặc là những vật dụng để có thể là bao gói lại những vật dụng điện tử của mình khi mà đi trời mưa. Đấy là một vài lưu ý. Bạn Nguyễn Nhung ở khu vực Nghệ An một tháng rồi không có giọt mưa nào. À, bạn ở khu vực Nghệ An. Và Nghệ An ngày mai cũng rất là nắng nóng mọi người nhé. Ngày mai Nghệ An chúng ta xem nhiệt độ là bao nhiêu ha. Nghệ An ngày mai cũng nóng đó. Ngày mai Nghệ An thì cao nhất là lên tới 35 độ C mọi người nhé. Nóng. Ngày mai nắng nóng. Để chúng ta xem miền Trung có những điểm nào nhiệt cao vào ngày mai nào. Chị Giao có thể chia sẻ. Em thấy là ngày mai là có Nghệ An ở Cửa Lò là 35 độ C. Hà Tĩnh là 36 độ C. Đông Hà là 35 độ C ạ. Huế là 35 độ C. Đây là những địa điểm nắng nóng mà Hồng Giao đang gọi tên ở khu vực miền Trung nha quý vị khán giả. Đà Nẵng thì thấp hơn một chút. Đây cũng là một nơi để mọi người có thể tranh thủ du lịch, 34 độ C. Rồi, chỉ riêng có Bà Nà thì là mức nhiệt cao nhất là 29 độ C. Rồi đến Quảng Ngãi 35 độ C nha quý vị khán giả. Quy Nhơn 35 độ C nắng nóng này. Phan Trang Tháp Chàm 35 độ C này. Đấy là những nơi ở khu vực miền Trung mà Hồng Giao vừa mới gọi tên, một vài nơi nắng nóng cũng như là một vài nơi mà quý vị có thể du lịch, chẳng hạn như là Đà Nẵng và Bà Nà. Đấy. Rồi, quý vị khi mà mọi người đang xem dự báo livestream thì mọi người đừng quên là chia sẻ livestream này để mời gọi bạn bè của mình vào xem livestream để cùng với Hồng Giao và anh Tùng cập nhật dự báo thời tiết cho quý vị khán giả để mà chúng ta có thể chủ động lịch trình của mình cho ngày mai. Tại vì ngày mai là ngày cuối tuần này, mọi người chắc chắn là sẽ muốn đi ra ngoài chơi, tận hưởng thời gian cuối tuần với gia đình.
Ngay mấy ngày tới thời tiết ở Hòa Bình như là vẫn nắng nóng lắm. Mấy ngày hôm nay Hòa Bình liên tục là 35 độ C mọi người ạ. Và Hòa Bình là cũng có nhiều cái khu vực là vùng núi ấy, thế nên là nhiệt độ nó cũng sẽ có phần cao hơn. Nắng nóng ở một số nơi vùng núi nó nhiệt độ thường nó sẽ cũng cao. Rồi có bạn hỏi là Hải Phòng thì đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt phổ biến trong ngày là từ 26 cho đến 33 độ C. Gì đây, có thể bạn Vinh Nguyễn có thể mai anh sẽ khỏi mũi, nếu khỏi mũi mai anh sẽ ra Hà Nội. À, Chào hai bạn, cho hỏi thời tiết ở Thái Nguyên ngày mai thế nào? dạ Thái Nguyên thì đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt trong ngày là từ 27 cho đến 33 độ C ạ. Đêm nay và ngày mai Hải Phòng có mưa không? Không, Hải Phòng không có không có mưa, mưa đâu bạn ơi, không có mưa đâu. mức nhiệt cũng dễ chịu lắm ạ. Và Hải Phòng lại còn có gió biển thổi nữa, rồi lại có nhiều món ăn ngon nữa. Hải Phòng sẽ rất nhiều người thích đến Hải Phòng để có food tour. Rồi, các bạn hỏi Yên Bái. Yên Bái thì đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt trong ngày là từ 28 cho đến 34 độ C nha. Xin chào khán giả Thúy Đào, chào Lê Uyên. Rồi, các bạn đặt trần nữa là hy vọng sẽ tiếp tục gặp anh Tùng mình trong bản tin thời tiết vào lúc 19 giờ 42 phút. Có nhé Đạt Trần nhé, một chút nữa gặp Đạt Trần và bản tin dự báo thời tiết sau chương trình thời sự nhé, khoảng 19 giờ 42 nhé. Bạn Trịnh Phương Mai nói là em vừa thi cấp 3 xong cũng được Thoải thôi mái, anh. chúc mừng Phương Mai nhá. Phương Mai có thi cấp 3 xong á? Thi vào cấp 3 hay là Thi thi cấp thi 3? cấp 3 xong, chắc em nghĩ thi vào á, tại vì bây giờ mới có điểm lớp 10. Tâm lý rất là thoải mái. Mình comment mình đọc cũng vui dùm cho bạn ấy. Rồi. Ngày mai Hải Phòng như thế nào? Ngày mai Hải Phòng đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt trong ngày là 33 độ C ạ. Xin chào hai biên tập viên Hải Phòng, thế nào Hải Phòng vừa chia sẻ rồi. Thời tiết 7 ngày tới tại Cao Bằng như thế nào vậy? À, bạn khán giả hỏi, nói chung là thời tiết sẽ là nắng nhiều, sẽ hơi nóng đấy mọi người ạ. Cái xu hướng của cả miền Bắc và miền Trung như vậy. Miền Bắc thì ngay đầu tuần là thứ hai thì chúng ta cũng sẽ bước vào một cái đợt nắng nóng rồi mọi người nhé. Và ở khu vực miền Trung thì bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 7 trở đi thì nắng nóng gia tăng. Và lần này được dự báo là cũng sẽ có những điểm nắng nóng gay gắt. Có bạn hỏi là Hà Nam có mưa không? Hà Nam không mưa được, Hà Nam không khó mưa lắm. đâu. Nói chung là mưa chỉ khu vực vùng núi thôi mọi người ơi, và cũng chỉ buổi đêm thôi, chứ còn ban ngày về cơ bản vẫn là nắng ráo nhé. Nhưng mà ở vùng núi và đợt này thì cũng có lẽ cũng có mưa khá là nhiều. Ví dụ như là đêm nay, đêm mai được dự báo là khu vực Hà Giang, Tuyên Quang rồi sang phía Tây Bắc Bộ mưa nhiều ấy, thì cái hiện tượng lũ quét, à quên, hiện tượng sạt lở đất là được đưa ra cảnh báo mọi người nhé. Nam Định như thế nào ạ? Nam Định thì đêm không mưa, ngày nắng ạ. Mức nhiệt phổ biến trong ngày, để mình cho cập nhật cho quý vị khán giả. Mức nhiệt phổ biến trong ngày là từ 28 cho đến 31 độ C ạ. Lạng Sơn tối nay có mưa hay không? Lạng Sơn tối nay của bạn Lạng Sơn tối nay thì đêm không mưa, ban ngày trời nắng, mức nhiệt trong ngày là từ 25 cho đến 33 độ C ạ. Ở khu vực Bắc Bộ thì sẽ có một vài nơi có mưa, thì Hồng Giao xin được gọi tên một vài nơi sau đây. Những quý vị khán giả nào mà đang ở các nơi như là Sơn La, Mộc Châu, Lào Cai, Yên Bái, Mai Châu, Bắc Cạn và Hà Giang thì chiều tối sẽ có lúc có mưa rào và dông, còn ban ngày thì trời nắng. Mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 30 phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 34 độ C ạ. Cảm ơn bạn Đạt Trần nhé. Xin chào bạn Trang Lại Thúy. Thái Nguyên có mưa không? Không có mưa đâu bạn ơi. Trời tạnh ráo, nắng nhiều, hơi oi một chút. Bạn hạn chế đi ra ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều nhé. Và ngày mai nhé. Có bạn Quang Trần Đại Quang, em lại không biết gọi tên đúng không? Nam Định cơ mà. Nam Định thì khi nãy Hồng Giao vừa mới cập nhật cho bạn là Nam Định thì đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt trong ngày phổ biến trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ C ạ. Rồi, có rất là nhiều bạn đang xem. Mọi người, khi mà mọi người xem livestream đừng quên là hãy chia sẻ livestream này nha. Mời gọi bạn bè của mình vào xem livestream để mà chúng tôi có thể cập nhật thông tin thời tiết cho quý vị khán giả vào ngày mai, để mà chúng ta có thể chủ động trong lịch trình của mình này. Rồi, một bạn khán giả khá xa là bạn Bằng Lăng hỏi thời tiết là Lâm Nãy giờ mình Đồng. chưa nói về Lâm Đồng nha. Ở khu Lâm vực Đồng. Tây Nguyên, một nơi ở khu vực Tây Nguyên. Tây Nguyên thì sẽ có mưa về chiều tối mọi người ạ. Sẽ có mưa về chiều tối, còn ban ngày thì trời nắng. Ô, nhiệt độ ok nhá. Lâm Đồng thì nhiệt, à đúng rồi, Lâm Đồng là lúc nào cũng mát hơn mà. Dạ, có bạn hỏi Bình Thuận. 25 độ là cao nhất, rất là mát.
Dạ, có bạn hỏi Bình Thuận, bạn Trần Xuân Cảnh hỏi là Bình Thuận thế nào không giao Bình bạn. Thuận cũng nhiều biển đẹp nha. Mà Dạ. bây giờ đi Bình Thuận cũng rất là tiện lợi rồi vì chúng ta đã có đường cao tốc đi rất Dạ. là nhanh. Bình Đó. Thuận thì chiều tối sẽ Bình Thuận thì đêm không mưa, ngày nắng mới nhiệt trong ngày phổ biến là từ 26 cho đến 33 độ C ạ. Rồi, Gia Lai đi ạ. Gia Lai là ở Gia Lai thì chiều tối sẽ có lúc có mưa rào và dông, còn ban ngày thì trời nắng, mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 23 cho đến 31 độ C Như vậy là ạ. nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên thì không quá cao mọi người nhé. Nhưng mà Nam Bộ thì sẽ nóng hơn, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ thì từ 31 cho đến Đến 34 độ 34 độ C. C, Không có điểm không có nào điểm nóng. nắng nóng, còn về chiều tối sẽ xuất hiện mưa. Nói chung là bây giờ là đang mùa mưa rồi, thế nên là sẽ ít điểm nắng nóng lắm. Khác hẳn với cái thời tiết của giai đoạn trước rồi. Đó. Rồi, có bạn hỏi Tây Ninh. Tây Ninh thì mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có những nơi mưa vừa, mưa to, còn ban ngày thì trời nắng, mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 24 cho đến 34 độ C ạ. Khán giả Phan Đình Khải nhận ra là ngày hôm nay Thành Tùng hơi lạ lạ, hơi 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 buồn. Đúng rồi, bởi vì mọi người ơi, Tùng thực ra thời điểm này là đang như vừa chia sẻ là cũng đang hơi có vấn đề một chút về sức khỏe, cũng hơi hơi mệt nên là mặt chắc là cũng không được tươi tỉnh và vui vẻ như mọi khi. Mọi mọi người thông cảm nhé. Nhưng mà mọi người yên tâm, một lát nữa anh Tùng vẫn xuất hiện một cách tràn đầy năng lượng trên TV vào lúc 19 giờ 42 phút. Cảm Cho ơn mọi nên là một người lát rất nữa là mọi người chỉ cần nhiều. bật TV thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người ơi cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Như Tùng đây là cũng hơi chủ quan một chút á. Là trong những ngày như này là kiểu thời tiết nó cũng oi bức ấy, khó Dạ. chịu á. Mình cũng kiểu như là mình nằm điều hòa các thứ mình không để ý, bật lạnh quá. Đấy thì cũng rất là dễ bị ốm. Rồi là chúng ta đi ra ngoài trời nắng nhiều. Nên mọi Đấy. người chú ý nhé, giữ gìn sức khỏe nhé. Đây, đây là những lời Từ gửi gắm từ MC Thanh Tùng đến đấy. quý vị khán giả thân yêu của Dự báo thời tiết VTV. Và mọi người ơi, từ nãy đến giờ thì Hồng Dao cũng như là MC Thanh Tùng cũng đã chia sẻ với quý vị khán giả của chúng ta rất nhiều về thông tin thời tiết cho ngày mai. Hy vọng đâu đó có thể giúp cho mọi người có thể chủ động trong lịch trình của mình. Còn bây giờ thì một lát nữa vào lúc 19 giờ 42 phút chúng ta hãy bật TV lên để có thể nhìn thấy anh Thanh Tùng một lần nữa trên sóng để giới thiệu lại cũng như là dự báo thời tiết lại toàn miền. Còn bây giờ thì Hồng Dao cũng như là anh Thanh Tùng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả từ nãy đến giờ đã xem livestream và chúc cho mọi người có một buổi tối thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại nha. Xin chào ạ.